Hello, xin kính chào các bạn đã trở lại với channel của mình thì tiếp tục về chuỗi review về Camera Raider Build lần trước. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về hai món vật phẩm của Build, đó chính là Rapid Tank Sparkling và Hazard Trigger. Thì Trigger có vẻ bốc hơi nát một chút, thì mình có lẽ là nên review trước về Rapid Tank Sparkling nhé. Và đây chính là Rapid Tank Sparkling của chúng ta. Về phần bóc thì nó cũng khá là to đó. Ở bên dưới là dòng tên của sản phẩm và hình ảnh Camera Raider Build ở bên trước, mặt bên hông và mặt sau là hướng dẫn cách chơi. Ở bên trên, bên dưới và mặt còn lại. Và ta cùng mở hộp để xem sản phẩm bên trong nhé. Và đây là Red Bittang Sparkling. Sau khi chúng ta lấy ra khỏi hộp thì các bạn có thể thấy được một màu bạc sáng bóng cùng với những đường dây dẫn đỏ xanh metallic. Tuy nhiên thì phần này cũng khá dễ chạy cho nên mình khuyên các bạn nên bỏ lại vào vỉ sau khi chơi để chúng ta có thể giữ được bền lâu hơn. Mặt sau này là nguyên một màu xám với phần loa đặt bên trên. Ở bên dưới thì có phần để pin và bên cạnh là mã để kích hoạt khi gắn vào build driver. Ở bên dưới là hai chốt cắm và cái này cầm cũng khá là chắc tay, kích thước cũng khá là to như phim. Khi lắc lên thì nó sẽ cho ra âm giống như là khi ta lắc một lon nước ngọt thật, nó sẽ sủi bọt lên. Phía bên trên có một cái nút bật giống như là một lon nước ngọt thật, thì khi ta ấn vào cái nút này thì cái phần cắm bên dưới sẽ lòi ra và sau đó hai mắt nó sẽ sáng đèn lên. Cái âm thanh các bạn vừa nghe đó chính là âm thanh chúc mừng chiến thắng và nó chỉ hiện lên random thôi, thì mình cũng khá may mắn khi. Và bây giờ mình sẽ để cho các bạn thưởng thức phần âm thanh và ánh sáng của nó nhé. Đèn LED của nó rất là đẹp luôn các bạn. Như các bạn đã nghe thì phần nhạc chờ nó sẽ nằm trong driver, còn lại thì tất cả amphi unit và Hessian đều nằm trong cái lon sparkling này. Thì gắn vào nó cũng khá, cầm khá là nặng tay và dính cũng khá là chặt nên các bạn cứ yên tâm. Và tất cả về âm thanh, ánh sáng thì mình rất là hài lòng về sản phẩm này, cực kỳ hài lòng luôn. Và giờ là thời gian để điên loạn. Và đây là Hazard Trigger. Thì vì cái phần box nó đã khá là cũ cho nên là mình sẽ skip qua luôn phần giới thiệu box và giới thiệu hẳn sản phẩm luôn nhé. Trước mắt các bạn chính là Hazard Trigger. Thì trừ về phần màu sắc không được sơn như phim ra thì chi tiết và kích thước nó cũng khá là ok, cầm cũng rất là vừa tay và nhìn rất là giống trong phim. Thì ở đây là có một số chi tiết hình năng lượng và một số chi tiết được sơn màu bạc như là ống dẫn và logo build ở đây. Ở mặt sau là mã QR code và bên dưới là chỗ để cắm vào driver. Phía bên trên có một nắp che và khi ta mở ra ta sẽ thấy một cái nút được sơn màu metallic ở đó và khi ta ấn vào nó sẽ có âm thanh là. Mình khá là thích bài nhạc này và khi ta ấn lần thứ hai ta sẽ có được âm thanh là. Bởi vì cái phần nhạc chờ này khá là dài cho nên ở phía sau sẽ có một nút để ta reset lại âm thanh. Thì khi ta chỉ cần chọt vào đó là tất cả âm thanh sẽ được khởi động lại. Và giờ mình sẽ dùng nó với chiếc build driver nhé.
Ngoài ra, chiếc Hazard Trigger này còn có thể giúp Bill mang được một sức mạnh mới nhưng mà sẽ bị mất kiểm soát, và đó chính là chức năng Overflow. Thực sự phải công nhận là phần nhạc trong cái Hazard này cực kỳ hay luôn. Mình rất là thích cái Hazard này. Có một điểm đáng tiếc là toàn bộ âm thanh đều được tích hợp vào trong cái Hazard Trigger này, cho nên là dù ta có thay đổi bottle như thế nào thì cũng chỉ thay đổi đèn led thôi, chứ phần âm thanh nó vẫn là y như vậy. Và mình sẽ thử với cặp Hot Gatling nhé. Và với chế độ Max Hazard On thì mình sẽ kết hợp cái trigger này với cái lon Rabitan Sparkling khi nãy. Đánh giá chung của mình về hai mẫu sản phẩm thì trước hết sẽ là Rabitan Sparkling, thì nó sẽ có âm thanh rất là hay, kích thước to cũng như là cách chơi độc đáo cùng với ánh sáng rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì Hazard Trigger thì có kích thước cũng khá là ok, cầm rất giống trong phim và phần nhạc cũng rất là hay. Cho nên là tóm lại thì nếu các bạn muốn full các form của Rider Build, hay là các bạn thích Kamen Rider Build, hoặc là cần một món đồ chơi thú vị, thì hai món này sẽ khá là phù hợp với những yêu cầu đó. Và mình sẵn nói luôn về cơ chế hoạt động của cái Hazard Trigger này, thì ở bên dưới nó sẽ có một cái chốt, và ở trên driver nó cũng sẽ có một cái thanh lòi lên, là khi ta quay cái tay cầm của driver thì cái thanh đó nó sẽ chọc vào lỗ và cho ra âm thanh. Thì thỉnh thoảng nó cũng sẽ gây ra một số bất tiện, đó chính là bạn để lỡ để quên cái thanh lòi lên và bạn cắm vào chưa kịp quay thì nó đã phát ra âm thanh rồi. Thì đó là về điểm dở của nó. Và tóm lại thì mình rất khuyên các bạn nên mua hai sản phẩm này nếu có cơ hội. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip lần tới, và hãy nhớ like video và subscribe cho mình nhé.